Chiều nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố gồm các ông bà Lê Minh Trung, Nguyễn Thị Anh Thi, Nguyễn Mạnh Toàn, Thích Huệ Vinh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn. Đại diện tổ đại biểu đã có báo cáo nội dung chương trình các vấn đề liên quan đến kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố với các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai trước đó. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri quan tâm về các vấn đề dần nuôi cá lồng bè sông Cổ Cò, công khai quyết định giải tỏa đền bù của dự án chợ Khuê Mỹ, công khai minh bạch chủ đầu tư dự án đất đai để dân biết, nhiều vấn đề về trật tự đô thị, v.v. Trên cơ sở ghi nhận các ý kiến cử tri, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố giải đáp và tiếp thu các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố và tổng hợp để đưa vào nội dung thảo luận của kỳ họp.